Quý vị đang theo dõi chương trình chúng tôi đang nói chuyện về kinh tế với tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Lương. Dạ thưa là tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Lương, như Bích vừa mới thưa trong cái phần đầu là ông đã cất công của ông bay từ bên tiểu bang nắng ấm của ông, tức là Florida, qua đây để mà giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về những cái vấn đề kinh tế nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào, mà cả cho Việt Nam cũng như là tại hải ngoại này, nhất là cho giới trẻ, và chúng ta có một cái tầm nhìn bao quát hơn và cái sự hiểu biết của chúng ta về cái đời sống của nước Mỹ này nó như thế nào về kinh tế, để chúng ta có thể giúp ích cho cái đời sống của cá nhân cũng như là cho nước Mỹ này. Dạ thưa và Bích xin trở lại cùng với tiến sĩ Lương. Dạ thì bây giờ chúng ta nói là bây giờ ông Tổng thống Trump đó, ông mới đi qua Việt Nam và ông mới về có 1 2 ngày này thôi, 1 ngày này thôi. Vâng, thế thì cái hội nghị mà lần thứ hai giữa Tổng thống Trump với lại Chủ tịch của nước Bắc Hàn, Triều Tiên đó là ông Kim Jong-un, thì Bích thấy là nó rất là xảy ra rất là tốt đẹp. Theo Tổng thống Trump đã viết trên Twitter và phỏng vấn của báo chí bên đó, thì mấy ngày nay Bích cũng theo dõi, Bích cũng rất là làm thích thú lắm. Thì Bích thấy rằng nó tốt đẹp nhưng mà nó chưa có hoàn toàn thành công theo ý muốn, bởi vì cái vấn đề mà giải trừ hạt nhân đó nó vẫn chưa được giải quyết. Là nhưng mà Bích nghe nói rằng cái điều đó không chưa có cần thiết lắm, bởi vì ít nhất ra người ta bảo còn phải đến 5 đến 7, 5 6 7 cái hội nghị như vậy nữa, thì may ra thì bên Bắc Hàn ông U đó ông mới chịu ký kết để giải trừ hoàn toàn hết hạt nhân. Thì bây giờ mình nói về vấn đề kinh tế đi. Dạ thì Bích cũng có theo dõi là ở trong nước người dân họ rất là mừng vui để mà biết được rằng là tổ chức cái hội nghị giữa cường quốc Mỹ với lại cái anh Triều Tiên nhỏ bé như thế này mà tại Việt Nam, vậy thì sẽ đem đến những lợi nhuận về kinh tế cho Việt Nam. Cái điều đó có đúng hay không hả thưa tiến sĩ? Tôi thì tôi cũng nghĩ như vậy. Và tôi cũng nghĩ kết quả tốt cho đến cái hội nghị thượng đỉnh vừa rồi giữa Mỹ và Triều Tiên. Lý do thì rất là dễ hiểu đó. Cần phải nói thẳng rằng đó, Tổng thống Trump là người mà không chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa xã hội ở trên cái quả đất này. Đó là điều chắc chắn. Và chính vì vậy đó, nên tôi phải nói thẳng là ngay cả Tập Cận Bình hoặc là Triều Tiên hoặc Việt Nam đều không có một cái cơ hội nào hết. Chính vì thế nên tôi phải nói thẳng rằng trong cái thượng đỉnh kỳ 2 vừa rồi tại Việt Nam đó là cái sự thất bại lớn, bởi vì họ đã đánh giá thấp hoặc là hay là dò đường của Tổng thống Trump đó, nên đã đòi hỏi là phải líp bỏ cái vấn đề cấm vận cho Triều Tiên. Thì Tổng thống Trump ông đi ra liền, ông mà không có điều kiện nào trong này hết đó. Đó là điều chắc chắn nó là như vậy, và cái điều chúng tôi cũng biết rõ được cái chuyện đó như vậy, bởi vì với Chủ tịch Tập Cận Bình đó, chúng ta phải thấy là trong cái ngày 26 tháng 2 vừa rồi, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng tương tự như vậy và chấp nhận tất cả những cái điều kiện mà của Tổng thống Trump đưa ra. Và khi được chấp nhận như vậy đó, Tổng thống Trump cũng nói không có nghĩa lý gì hết cho đến khi có một cái sự thỏa hiệp rất là rõ ràng. Và chính như vậy, ông ta chấp nhận cái sự sự gọi là sự sự thiện chí của Trung Cộng và cho 60 ngày đó để quý vị phải giải quyết cho xong sau cái điểm đó. Còn nếu không sẽ đánh thuế. Thì đây là cái điểm mà tôi nhấn mạnh rằng là tất cả ba quốc gia chủ nghĩa xã hội đó không có cơ hội nào với Hoa Kỳ hết trong tương lai. Đó là điều mà tôi nhìn thấy được. Còn vấn đề đối với Việt Nam á, thì tôi xin thưa như thế này, Việt Nam là quốc gia muốn đứng ra tổ chức, nhưng mà cái kết luận, cái kết quả đó phải là những quốc gia tham dự đã liên hệ đó, họ có chấp nhận cái đó hay không. Thì hai quốc gia kia cũng chấp nhận, mà đối với tôi đó, tại sao Tổng thống Trump chấp nhận chuyện đó? Thế đối với ông ấy thì cái chuyện tốn kém mà đi di chuyển của một cái cường quốc Hoa Kỳ nó chỗ nào cũng không thành vấn đề. Chỗ nào cũng là an ninh, của Tổng thống Trump đi đến cái đều là trốn không người hết. Nhưng mà đối với Bắc Hàn đó, Kim Jong Un, thì chúng ta phải hiểu rằng là Bắc Hàn có những ai là bạn? Không có ai hết. Quý vị thấy rõ ràng. Chẳng lẽ tổ chức tại Trung Cộng, tổ chức Singapore thì có rồi, nên chỉ chọn Việt Nam thôi. Thì đó là cái điều rất là rõ ràng chuyện này xảy ra. Thì Việt Nam sẽ trở thành một cái gọi là chỗ để mà cho hai bên họp với nhau. Nhưng mà nói về kết quả là yes, Việt Nam chỉ đưa đến cái tiếng vang. Nhưng mà cái kết quả của kinh tế Việt Nam đó phải tùy thuộc vào tất cả những hàng hóa xuất cảng cho của Việt Nam như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy được cái chuyện đó đó. Thị trường thế giới đó, mà động lực mà tiêu thụ nhiều nhất là do ai? Liên Hợp Âu Châu và Mỹ.
Ngoài ra tất cả như CPTPP, thứ nhất là cho đến giờ này cũng chưa có xảy ra. Nhưng mà thứ hai nó về nhìn đến 11 quốc gia trong đó chúng ta cũng chẳng thấy cái chuyện gì là phấn khởi để mà tiêu thụ cái hàng hóa của Việt Nam hết á. Thì điều đó cho thấy rằng cái nền kinh tế của Việt Nam nó gặp bế tắc chứ không thể nào mà phát triển nổi nếu Việt Nam không chủ động, nếu Việt Nam không thay đổi để mà đưa đến vấn đề khá hơn cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Dạ vâng, tiến sĩ đang nói về là nếu mà muốn phát triển kinh tế cho Việt Nam thì phải chính chúng ta chủ động, chính người trong nước phải chủ động. Thì cái vấn đề là chẳng hạn như tiến sĩ muốn đề cập đến cái vấn đề những cái phẩm chất của những món hàng của người Việt Nam chúng ta sản xuất ra, phải không ạ? Tức là món hàng đó phải được chấp nhận và là phải nói là không có, chẳng hạn như Bí Tý nói vấn đề thực phẩm đi. Đó, chẳng hạn xuất cảng cá đông lạnh hoặc là những cái thịt đông lạnh đem qua bên này, nhất là vấn đề hải sản, seafood đó qua bên này. Mà nếu mà như seafood đó không được bảo đảm về chất lượng, chẳng hạn như họ ướp những cái con cá bằng những cái chất mà phoạc môn gì đại khái thì họ đông lạnh họ đem qua bên này, thì mà nếu mà mình người dân tại hải ngoại như Bí Tý chẳng hạn, khi Bí Tý biết họ đã dùng những cái chất như vậy để cho con cá nó trông tươi và giữ được cái màu sắc của nó giống như là tươi như vậy, thì khi mình biết rồi mình đâu có mua đâu. Dạ. Thì như vậy là bây giờ mình phải nói ra để mình có thể cho người dân Việt Nam biết là, hoặc là cho chính quyền bên Việt Nam biết là những cái sản phẩm của bạn đem ra ngoại quốc, bạn muốn người ta tiêu thụ nhiều thì bạn phải làm cho nó đàng hoàng, tức là đúng cái tiêu chuẩn, đúng không ạ? Nhưng mà đó là Bích Tý chỉ nhìn một khía cạnh thôi. Nếu mà chúng ta nhìn thấy tất cả một cái nền kinh tế của Việt Nam đó, như tôi trình bày đó là đưa ra đến vấn đề chỉ có hai cái thị trường mà tiêu thụ chính thức cho Việt Nam đó, là đó là Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ. Thì Liên Hiệp Âu Châu kể từ năm ngoái đó, 2018 đến giờ đó, sau cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì cái EVTP đó là tê liệt hoàn toàn. Tê liệt hoàn toàn, không có một cái chuyện gì xảy ra. Đối với Mỹ này thì chúng ta ở đây, thực tế mà Bích Tý mà nói đó, thì chúng ta thấy hàng hóa của Việt Nam đã được tiêu thụ trong những cái siêu thị của Mỹ chưa? Chưa có nhiều lắm ạ. Điều đó chứng tỏ rằng là Việt Nam nó có tiến bộ gì đâu. Trong khi đó, hàng hóa của Nam Mỹ và đại diện của cộng đồng Cuba họ đưa lên đó, quý vị thấy đầy rẫy hết. Rất là rõ ràng. Chúng ta chỉ nhìn cái chuyện đó trước thôi, chứ đừng có nói là vấn đề phẩm chất hay gì vì vội đó. Chúng ta chưa có đưa được vào thị trường Mỹ, làm sao chúng ta kiếm lợi tức được? Rất rõ ràng. Dạ đúng rồi, tiến sĩ nhắc đến cái hàng hóa của Nam Mỹ đó, chẳng hạn như Bí Tý đi, Bí Tý thấy chẳng hạn muốn mua cái tôm đông lạnh chẳng hạn, đó bất thì mình lựa, mình vào cái siêu thị mình nhìn cái nó phát xuất từ đâu, những con tôm này phát xuất từ đâu, thì mình tìm thấy những cái chẳng hạn mình đã ăn rồi một lần rồi hay hai lần rồi, mình biết là những cái hàng hóa mà nó phát xuất từ Ecuador đó là từ Nam Mỹ đó, nên thì phải nói những con tôm nó rất là tốt. Dạ vâng, mà không thấy hàng hóa của Việt Nam, mà nhiều khi có, dạ xin lỗi là như này, có lần Bí Tý đi chợ, Bí Tý thấy có hôm đó cái siêu thị Việt Nam á, họ bán sale nửa giá tiền luôn, những cái vấn đề, những cái seafood đông lạnh đó mà không ai mua hết. Thì Bí Tý thấy cũng hơi ngạc nhiên, đứng tần gần nhìn nói, ủa tại sao cái này nó rẻ như thế này, mà người ta đi qua người ta phớt lờ luôn, người ta không ai mua. Again. Bích Tý là toàn nói về particular cái vấn đề. Thì đó thì đó, Bích Tý chỉ thành ra Bích Tý với hỏi tiến sĩ là khai triển thêm về cái vấn đề này để chúng ta thì hiểu rõ thêm. Bây giờ chúng ta thêm. Phải nhìn ở cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam phải từ trong nước và cái sự chủ động của chúng ta phải có. Thứ nhất là vấn đề quality, vấn đề thị trường. Bây giờ cái sự hữu hiệu trong vấn đề cho cái thị trường nó cũng chưa có nữa. Tôi thấy thí dụ như làm việc như tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới đó. Cái sự di chuyển hàng hóa đến nước Mỹ nó vấn đề đi đến với cái số lượng lớn để mà được cái sự chuyên chở rẻ đi. Sản phẩm của Việt Nam chưa đủ sức để mà sản xuất nhiều như vậy. Nên cuối cùng cái giá thành để bán nó rất là đắt. Tôi nói thí dụ như năm ngoái thôi. Tôi đến siêu thị ở đây tôi coi cái trái vũ sữa. Mặc dù đó là 42 năm tôi chưa đụng đến nó. Tôi thấy trái vũ sữa, tôi thấy vũ sữa này. Tôi đụng đến nó ở 10 đồng một bao. Làm sao mà tôi có thể bỏ tiền, tức là mua đắt hơn vàng như vậy được. Thì tại sao đắt được nhau? Tại vì shipping cái số lượng nhỏ mà ship cho nhanh chóng để qua đến đây thì nó quá đắt đi. Và chính vì vậy nên cái sự thất bại của vấn đề kinh tế của Việt Nam nó là chỗ đó. Còn nếu mà Việt Nam thay đổi đi một cái đó,
Thì tôi đã trình bày với quý vị đó, cái thành phần chuyên gia không những tại Mỹ mà tôi nói hải ngoại nói chung là những thành phần họ cạnh tranh với dân bản xứ để tiến thân. Nhưng nhìn Hoa Kỳ này không thôi đó, chúng ta sẽ thấy rằng bây giờ các chuyên gia của Việt Nam đang sinh sống, đang làm việc cho tất cả những công ty tại Mỹ, tại 50 tiểu bang đó, mà dồn lại vào một quốc gia mà còn nhỏ hơn cả cái tiểu bang California này, thì quý vị tưởng tượng là chỉ cần 10% đó là nước Việt Nam mình chịu phúc lắm rồi. Và cái sự hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng là đang cạnh tranh vấn đề trí tuệ với giữa Trung Cộng với lại Mỹ đó, trong khi Việt Nam chúng ta có cái sự trí tuệ dư thừa, mà chúng Việt Cộng sản Việt Nam phải thay đổi để làm gì? Để mà chúng ta còn sử dụng được cái thành phần phần trí tuệ mà không cần phải ăn cắp của ai hết. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhấn mạnh cái chuyện đó cho đồng bào và cho đất nước Việt Nam thấy và cái tầm quan trọng của chúng ta. Dạ vâng. Thì BT muốn nhắc nhở đến đây là cái vấn đề là muốn người Việt Nam ở trong nước cũng như là ở ngoại quốc như thế này mà muốn tiêu thụ đồ Việt Nam thì các quý vị bên trong nước là phải cẩn thận khi mà sản xuất ra món hàng gì đó là phải có phẩm chất mà nó không có độc hại đến cái người dân, sức khỏe của người dân thì lúc đó thì cái món hàng đó mới bán được. Và thì đó là cái vấn đề chính, không phải là chính phủ, không phải là cái người sản xuất mà ngay cả chính phủ nữa. Bởi vì như tôi trình bày đó là cái vấn đề nền kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô đó. Yeah. Thì trong cái vi mô đó người ta chỉ nghĩ vấn đề số lợi và lỗ, lời và lỗ đó, hoặc là số cung và số cầu. Nếu mà người ta cung cấp nhiều quá thì cầu không có thì giá nó phải giảm, mà cầu nhiều quá mà cung có giá lên. Quá căn bản, anh chỉ có căn bản như vậy thôi đó. Và Việt Nam áp dụng như vậy sẽ không bao giờ thành công trong nền kinh tế vĩ mô. Bởi vì sự vĩ mô đó nó đòi hỏi cái sự hiệu quả trong mọi lĩnh vực. Và chỉ có những người chuyên gia mà học hỏi, làm việc, cạnh tranh cũng như đạp dân bản xứ và những người định cư tại Hoa Kỳ này đến đây đó để mà tiến thân đó thì họ sẽ có khả năng họ làm cái chuyện đó để giúp cho cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Và khi Việt Nam nó thay đổi được đó, nó thành công được đó, nó mạnh được đó, nó cửa trở thành cường quốc đó, thì Việt Nam sẽ là trở thành một cái gọi là bạn của những quốc gia cường quốc, sẽ không bị nô lệ, không bị tùy thuộc vào hết. Một cái thí dụ rõ ràng điển hình mà chúng ta thấy đó, sau trong cái chiến tranh Việt Nam, Đài Loan và Nam Hàn là hai cái quốc gia mà thua xa Việt Nam trước kia. Bây giờ họ thành công. Đó, tại sao họ làm được? Tại vì họ chủ động. Còn người Việt Nam chúng ta không chủ động, quý vị. Ok. Tôi sẽ dùng chữ chủ. Tại sao tôi giải thích cái sự chủ động? Nếu quý vị, chúng ta có thời gian và quý vị cho phép, tôi sẵn sàng làm cái chuyện đó. Dạ vâng. Và bây giờ thì thật sự ra là khi mà mình biết là cái có giữa cái chiến tranh mậu dịch giữa mà Trung Cộng với lại Mỹ này đó, thì biết thì thắc mắc là cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái chiến tranh mậu dịch như thế này mà bây giờ Trung Cộng họ đang cũng linh quính giữa Tổng thống Trump mà ra lệnh là đánh thuế trên những hàng hóa của Trung Cộng đó, thì cái nguyên nhân nào đưa đến như vậy? Cái vấn đề chính dễ hiểu thôi, BT. Cái thứ nhất mà tôi phải nói là việc đầu tiên đó, như Tổng thống Clinton mở cửa để cho Trung Cộng vào đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra không phải là vì chiến tranh Việt Nam, ai cũng nghĩ vậy thôi. Tại vì chiến tranh Việt Nam chấm dứt từ năm 1975 cho đến 92 nó mới mở cửa cho Việt Nam và cho Trung Cộng vào. Không có cái chuyện tranh mà chờ lâu như vậy hết á. Mà cái nguyên nhân chính của nó đó là bởi vì cái dân Mỹ này, lãnh lương Mỹ, rồi mua đồ của Mỹ nữa, nên cái lao động, tiền lao động cái chỉ giá thành nó rất là cao. Và chính vì thế là cái cuộc sống, cái tiêu chuẩn sống của người Mỹ nó không khá được. Thì chính phủ Hoa Kỳ họ mới đi tìm cái thị trường mới, để tìm một cái sự sản phẩm mới, giá nó rẻ hơn để gì? Giúp cho người dân Hoa Kỳ sử dụng cái một số phần nào cái số hàng hóa đó để dành tiền để mua cái thứ khác. Và chính như vậy thì Tổng thống Clinton họ mở cửa cho thị trường cho Trung Cộng vào. Nhưng mà trong thời gian đó, bắt đầu từ đó thì bắt đầu cái deficit nó xảy ra, tức là cái sự bất quân mậu dịch nó xảy ra. Thì Hoa Kỳ đã nhiều lần để mà trong vấn đề muốn quân bình thì Trung Cộng họ làm lơ. Và họ càng làm lơ được thì họ nghĩ là họ lại có thế thượng phong. Và chính vì họ lấn dần cho đến lúc, đến khi mà nước Mỹ cần phải correct, tức là cần phải điều chỉnh cái chuyện này đó, thì nó xảy ra cũng nhiều vị Tổng thống, như Bush, Obama cũng có làm chứ không phải không. Nhưng mà họ làm với một cái ưu tiên thấp chứ không phải cao. Cho đến Tổng thống Trump thì cũng làm mạnh hơn. Mà lý do Tổng thống Trump làm mạnh hơn thì chúng ta cũng thấy dễ hiểu thôi. Bởi vì trong thời kỳ của Tổng thống Obama đó, họ để cho ông Tổng thống, để cho Trung Cộng họ lấn lát quá nhiều. Và với cái sự mà hiểu biết của tôi đó,
khi thì chúng ta biết rằng là khi như cái đường một vành đai một con đường chẳng hạn, nó đã đi rất nhiều quốc gia và tạo cái vấn đề gọi là thương mại có điều kiện đó. Họ đã tạo những thành phần gọi là độc đoán, độc quyền để mà bảo vệ cho cái nồi cơm của họ, nên họ đã sử dụng Trung Cộng hay là Trung Cộng sử dụng họ để mà có cái lợi và tạo gây ra cái sự gọi là kinh tế nô lệ trong sắp tới cho tương lai, tạo một cái thể chủ nghĩa thực dân mới, chủ nghĩa kinh tế mới. Và đồng thời cái sự đánh bóng của Tập Cận Bình khi mà ông quyết định bài trừ tham nhũng và đưa cái vai trò của ông lên với cái thế gọi là phải thắng Hoa Kỳ, phải làm chủ Hoa Kỳ. Và điều đó là khiến cho ông Trump ông bảo một thằng ăn cắp của chúng ta không thể làm cái chuyện đó được, thằng copy của chúng ta không thể làm cái chuyện đó được. Và chính như vậy đó, ông Tổng thống Obama đã làm mọi chuyện để mà cho Trung Cộng lấn áp được như vậy, thì ông trách Tổng thống của mình, trách lãnh đạo của mình làm chuyện đó, và ông mới correct chuyện đó, ông sửa chữa cái chuyện đó. Và chính vì đó là cái chuyện nó xảy ra, nguyên nhân đi đến vấn đề giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay. Dạ vâng, Tổng thống Trump đã làm mạnh trong cái vấn đề mà phải nói là ông đòi hỏi sự công bình thôi. Dạ vâng, chứ từ trước đến giờ biết thì thấy là nước Mỹ này nghĩa là phải nói là đem tiền của để giúp cho hầu hết là những cái quốc gia mà đã bị những cái vấn đề kinh tế chẳng hạn, hoặc là những cái vấn đề mà vấn nạn về thiên tai chẳng hạn như vậy đó, rồi những quốc gia nghèo đói mà mình bỏ tiền ra, mà tiền đó của ai? Tiền của dân, tiền của anh, tiền của Bích Ti, tiền của những người đi làm việc, đóng thuế vào. Dạ vâng, thì chúng ta phải có cái quyền đòi hỏi sự công bình. Chúng ta không thể cho một người mà người ta, mà hơn nữa là Bích Ti thấy có sự bất công trong cái vấn đề là như thế này này. Những quốc gia mà mình cho rồi đó, quốc Mỹ cho đó, thì họ vô ơn lắm. Dạ, họ vô ơn, họ quay lại họ chửi nước Mỹ, rồi họ chửi những người tổng thống mà có ý định mà dẹp, là không giúp đỡ thêm cho họ thêm nữa. Chẳng hạn đi lúc đầu mình cho 10 đồng, bây giờ mình còn xuống còn có 7-8 đồng, thì người ta bắt đầu người ta không bằng lòng rồi. Đó, thưa anh, thì cái chuyện đó đúng là bất công không? Phải không ạ? Không, nó như thế vậy. Cái vấn đề chính đó là nước Mỹ này, chúng ta ở đây Mỹ lâu, nên chúng ta hiểu được cái culture văn hóa của Mỹ. Hoa Kỳ luôn luôn tạo cái cơ hội cho cá nhân và cho các quốc gia trên thế giới là cho cái sự tiến thân, cho thịnh vượng để mà sống chung trong cái nền hòa bình. Và chính vì vậy họ chủ trương là nếu có giàu có sẽ không có chiến tranh. Và nhưng tuy nhiên những cái quốc gia nhược tiểu đó, họ ngay mấy anh lãnh đạo đó thì họ lại thủ lợi bằng những cái chuyện mà gọi là không muốn người dân giàu có. Nên họ đã làm mọi cách và xuyên tạc mọi cách để làm cái chuyện đó thôi. Chứ còn ngoài ra đối với Hoa Kỳ đó, thì tôi xin thưa đó, mỗi một năm Hoa Kỳ tăng trưởng 2-3%. Mà 2/3 tăng trưởng của Hoa Kỳ như năm nay tôi thấy dù như 20 ngàn tỷ đó, thì quý vị thấy là Hoa Kỳ tăng trưởng khoảng 600 ngàn tỷ. Đó là chưa kể thời Tổng thống Trump là còn cao hơn như vậy nè. Nhưng mà tôi nói 600 ngàn tỷ, 600 tỷ. 600 tỷ với so sánh với thế giới rất là nhiều tiền quý vị. Tôi nói một cái tiểu bang California này thôi, chúng ta tưởng là kinh tế nó bằng tầm thường. Nhưng tiểu bang California này có nền kinh tế đứng thứ 6 của thế giới. Hơn tất cả những quốc gia khác, cả trăm quốc gia khác. Thì đó là cái ví dụ. Nên chúng ta đừng tưởng 600 tỷ là ít đâu, nhớ rất là nhiều. Bởi có nhiều quốc gia cần có vài trăm triệu thôi để mà giúp cho quốc gia tiến bộ. Thì chúng ta rất là tiểu nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ với điều kiện là quốc gia phải có cơ hội, phải phát triển. Chiến tranh Việt Nam của chúng ta cũng là một cái thí dụ. Đó là một cái ví dụ mà chúng ta không có chủ động trong vấn đề đó. Thì trở lại vấn đề đó, thì xin thưa với Bích Tây là như thế vậy. Cái sự ghét, thực sự không ghét đó, đối với Mỹ không quan trọng. Tại vì Hoa Kỳ chỉ thấy cái sự hiệu quả không có, họ cúp. Vậy thôi. Tôi thí dụ như tôi đi học cũng vậy. Nếu mà tôi rớt một cái đó, là dẹp liền. Không những dẹp tôi mà dẹp luôn khỏi đi làm nữa. Đuổi luôn một cái. Đó là cái thí dụ. Thì đối với quốc gia NAC, tương tự cũng như vậy thôi. Họ giúp đỡ để có cơ hội để tiến thân. Đó là những quốc gia mà họ biết được chủ động để làm cái chuyện đó, như Nam Hàn, như Đài Loan, như trong cái chiến tranh Việt Nam thôi, Do Thái chẳng hạn. Đó là những quốc gia bây giờ vẫn được Mỹ ở thời điểm trợ, đâu có gì khó khăn đâu. Anh nhắc đến Nam Hàn thì thật sự ra trước năm 1975 đó, thì nước Việt Nam của chúng ta đó là miền Nam đó, là phải nói thịnh vượng hơn Nam Hàn nhiều chứ. Đúng, phải không ạ? Đúng. Đó. Chứ đâu phải bây giờ, nhưng mà bây giờ anh thấy Nam Hàn là tiến triển quá trời. Bích Ti đã qua Nam Hàn rồi mà có cái điều như thế này, Bích Ti rất là phục người Nam Hàn là như thế này này. Đi đường phố đó, quý vị biết là đi đường phố toàn thấy những xe Nissan với lại xe xe
xe Hyundai kia Hyundai Daewoo dạ đó 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 của người Nam của Nam Hàn không à, chứ không có cái không có của Mỹ hay là của gì. Lâu lâu biết thì thấy có xe Mercedes cũng có nhưng mà ít lắm. Dạ, như vậy thì người dân người ta tiêu thụ hàng hóa, nhưng mà phải hàng hóa đó phải có chất lượng vì tiêu thụ đúng không ạ? Đúng vậy, đó đúng thì vậy. Thì bây giờ chỉ mục đích chính của chúng tôi đó là chính chúng ta phải chủ động, hoặc là quốc gia đó phải chủ động để mà thành công, chứ đừng có tùy thuộc vào Mỹ. Mỹ chỉ tạo cơ hội thôi quý vị. Tôi xin thưa quý vị, ngay quả qua đây cũng vậy, Mỹ tạo cơ hội cho chúng ta, và thành công hay không cho chính chúng ta phải dấn thân trong cái lĩnh vực chúng ta muốn làm. Đó là điều mà tôi muốn nói với quý vị. Dạ vâng, và đến đây thì chương trình của chúng ta đã hết giờ rồi. Bitty cũng xin mạn phép được tạm ngừng nơi đây. Và một lần nữa Bitty xin cảm ơn những thị giờ quý báu của tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, tiến sĩ kinh tế gia đã từ bên Florida về bay về đây để mà làm chương trình cùng với Bitty. Và Bitty mong rằng quý vị theo dõi chương trình này và thích thú và những cái gì sự hiểu biết của tiến sĩ Lương chia sẻ với chúng ta cho cộng đồng của chúng ta. Và Bitty xin thành thật cảm ơn sự theo dõi nãy giờ của quý vị và xin mời tiến sĩ Lương gửi lời chào đến quý vị. Vâng, tôi hy vọng nếu chúng ta có duyên đó, thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ thêm, và tôi cũng hy vọng rằng là mọi sự thắc mắc quan tâm của quý vị cũng gửi về cho đài truyền hình đây hoặc là cho chị Bitty. Rồi từ đó tôi sẽ cố gắng để giải thích thêm, cũng chia sẻ thêm với cái tầm hiểu biết của tôi trong cái quốc gia Hoa Kỳ này. Mà tôi phải nói thẳng rằng nếu mà tôi có bị lầm lẫn thì chắc cũng ít thôi chứ không có nhiều. Vâng. Dạ vâng, và cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Và số phone của Bitty mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì về kinh tế thì quý vị gọi cho Bitty là 714-726-4002. Tạm thời thì Bitty xin được làm thư ký cho cho tiến sĩ Lương. Vâng, và Bitty xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới ạ.